Khung cảnh náo loạn này thật chẳng khác nào một sự kiện văn hóa nghệ thuật chào đón Minh Tinh. Và đúng, Minh Tinh, một trong những tài tử số 1 Hàn Quốc đã xuất hiện. Chỉ trong vòng 15 phút có mặt trong buổi khai trương quán trà sữa mới của người đẹp MC Diệp Lâm Anh, nhưng sự xuất hiện của diễn viên Seo Ji-sup đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Chưa rõ sự xuất hiện của ngôi sao hàng A xứ Hàn là gì, nhưng rõ ràng việc anh có mặt trong buổi khai trương quán trà sữa tại Việt Nam đã đủ khiến nhiều người tò mò và thích thú. Cơn sốt trà sữa ở Việt Nam nhờ thế mà dường như chưa thể hạ nhiệt, khi ngày càng có nhiều đơn vị lớn, nhỏ tại Việt Nam cũng chen chân vào lĩnh vực kinh doanh trà sữa. Nhiều cửa hàng liên tục mọc lên bất kể là ở khu vực trung tâm hay những quận huyện ngoại thành, tạo nên thiên đường toàn là trà sữa. Lý giải cho cơn sốt này không thể bỏ qua đối tượng chính của mặt hàng trà sữa, đó chính là giới trẻ. Dễ uống, ngon, rồi mát mát, rồi khi mà mình về thì mình cần xíu gì đó ngọt ngọt. Thay vì cà phê thì trà sữa nó là một thức uống nó vừa với vị bạn trẻ hơn, tại vì cà phê nó đắng, còn trà sữa nó rất là ngọt và nó thơm nữa. Thế, với lại ngày nào em cũng uống hết. Hiện tại thì có rất là nhiều quán trà sữa trên quận 1, đặc biệt là quận 1. Thì em cũng rất là muốn thử các hương vị của các loại trà sữa đó. Thì em thấy là cũng rất là thú vị. Thì em nghĩ là các đó cũng là một cái xu hướng của các bạn trẻ bây giờ để các bạn uống trà sữa. Mọi người thường hám của lạ. Giới trẻ thường thích cái mới nên họ thường thấy mở quán trà sữa ở đó thì họ thường đến xếp hàng và uống. Nhưng đến thời gian ngắn thì họ lại thích cái mới hơn. Nên quán trà sữa liên tục mọc lên. Thưa quý vị, không phải bây giờ cơn sốt trà sữa tại Việt Nam mới được nhắc đến. Tuy nhiên thì với sự xuất hiện của hàng loạt những tên tuổi người nổi tiếng, những ông lớn trong thị trường kinh doanh tại Việt Nam nhưng cũng đổ xô đi bán trà sữa như những gì chúng ta vừa thấy ở đoạn clip vừa rồi thì đúng là chuyện lạ. Có thể nhắc đến một câu chuyện nhỏ, đó là trên phố đặc trưng của chúng ta, một con phố ngắn thôi nhưng mà cái tốc độ phát triển của các quán trà sữa có thể nói là từ đầu đến cuối và giữa, đến hiện nay thì tôi tính ra là đã có tới gần 10 quán trà sữa mọc lên ở con phố bé nhỏ này. Vâng ạ, bản thân tôi thì nghĩ rằng đây không phải là câu chuyện lạ đâu ạ. Bởi vì chính bản thân tôi thì cũng thú nhận rằng là cũng là một tín đồ của trà sữa. Và tôi cũng đã từng không ít lần, không tiếc một cái số tiền không hề nhỏ một chút nào để có thể mua cho mình những ly trà sữa. Và thậm chí là đã có những khi phải xếp hàng để chờ mua trà sữa ở những cửa hàng có tiếng ở Hà Nội. Và có thể nói rằng là lúc đó thì có hơi phiền một chút thật. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đó là xu hướng chung và rất nhiều bạn trẻ hiện nay cũng đang yêu thích trà sữa như là tôi vậy. Vâng. Còn để lý giải vì sao mà hiện nay trà sữa không ngừng được mọc lên và giới kinh doanh Việt Nam lại đổ xô đi bán trà sữa như thế thì tôi muốn mời Phương Hanh cùng quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ anh Võ Duy Phú, vốn là giám đốc marketing của chuỗi The Coffee House với hệ thống 70 cửa hàng phủ khắp từ Nam ra Bắc. Và mới đây thì anh cùng những cộng sự của mình cũng mới cho ra mắt hai cửa hàng trà sữa thương hiệu là Ten Rest Tea tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Võ Duy Phú, có thể nói trà sữa thức uống không mới nhưng mà rõ ràng hiếm khi nào mà nó lại tạo được cơn sốt như là thời điểm hiện tại. Vậy chọn đúng thời điểm này để mà cho ra mắt trà sữa Ten Rest, hẳn đây là chiến lược kinh doanh của anh đúng thế không ạ? Tới thì chúng tôi muốn triển khai mô hình này sớm hơn. Tuy nhiên thì đây cũng là một thời điểm cũng còn khá là phù hợp để mình có thể triển khai mô hình này. Và khi mình nói sớm hay muộn thì thực tế nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vì từ Coffee House chúng tôi nhắm đến bước chân là mình đi dài hơi hơn. Và hy vọng rằng trong một cái khoảng thời gian tới là 2-3 năm thì thị trường vẫn đủ lớn để Ten Rest có thể mở được 400 hoặc 500 cửa hàng. Một thống kê gần đây thì cũng chỉ ra rằng kinh doanh trà sữa ở Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Hình như giới kinh doanh các anh đều đổ xô đi bán trà sữa. Cái nhu cầu uống trà sữa đặc biệt trong năm gần đây là gần như là khổng lồ. Mình có thể thấy được rằng trên văn phòng, thậm chí là văn phòng của The Coffee House chúng tôi, các bạn cũng mua trà sữa mang về. Và một ngày các bạn có thể uống một ly. Như vậy thì trung bình các một tuần, cái tần suất của khách hàng khoảng 5 đến 6 lần. So với cà phê chúng tôi thì đâu đó thì khách hàng chỉ ghé được khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần thôi. Mình nhận thấy được rằng thị trường trà sữa thực sự tiềm năng. Tiềm năng ở đây là không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nó đang trở thành một cơn sốt. Và cơn sốt này có thể là nhanh lên xuống. Nhưng cái động lại của khách hàng đó là cái một sản phẩm mới có thể thay thế những loại nước uống mà họ uống hàng ngày. Trong tương lai tôi nhận thấy rằng trà sữa có thể thay thế được những sản phẩm ví dụ như là nước đóng chai. Thậm chí là những cái nước mà không có bổ dưỡng như khách hàng. Bởi vì uống trà sữa rất là vui, thật sự là như vậy. Và câu phần thứ hai của câu trả lời này thì tôi muốn nhấn mạnh lại là Ten Rest chúng tôi là xuất phát điểm từ nhà làm trà. Và chúng tôi hy vọng rằng có thể thay đổi được cái văn hóa uống trà của người Việt Nam
và có thể nâng cấp cái thị trường này lên một cách một bước mới. À vâng, không có ngành nào kinh doanh ăn uống lại siêu lợi nhuận như là bán trà sữa. Anh có đồng ý với cái quan điểm này không ạ? Tôi nghĩ là khi mà là một bài toán kinh doanh thì hầu hết ai cũng sẽ phải đưa ra một con số ước lượng. Thì đối với thị trường trà sữa, mặc dù là mình có thể nhận thấy rằng đâu đó cái tiềm năng về lợi nhuận nó có, tuy nhiên rất là nhiều chi phí khác mà trong giới kinh doanh chúng ta nói là chi phí ẩn, tiềm ẩn. Chúng tôi có thể kể ra một số cái chi phí, ví dụ như về chi phí nhập khẩu. Thực sự thì đối với hàng Tân Rang chúng tôi nhập khẩu gần như là 90%, và những hàng này thì chi phí sẽ đổi rất là cao. Và ngoài ra thì chi phí mặt bằng là một cái bài toán mà tất cả những thương hiệu, không những là về F&B mà còn về những ngành nghề khác, đang cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Và chi phí mặt bằng trong những năm gần đây đang tăng trưởng khoảng chừng 20-30% mỗi năm. Và chúng ta có thấy rằng mặc dù tiềm năng nhưng mà vẫn rất là nhiều chi phí khác mình phải bỏ ra để mình có thể duy trì hoạt động ổn định một cửa hàng, đặc biệt sau này sẽ là một chuỗi cửa hàng. Theo thống kê thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có 1.652 cửa hàng kinh doanh về trà sữa, bên cạnh đó là 900 người bán online trà sữa. Việc cạnh tranh của các thương hiệu trà sữa tại Việt Nam chắc chắn rồi, như chúng ta nói nãy giờ, sẽ ngày càng gay gắt. Vậy nhưng anh đã đang có ý định như thế nào để mà hết năm 2018 chúng ta có thể mở thêm 40 cửa hàng trà sữa Ten Rang nữa ở Việt Nam? Kế hoạch của chúng tôi năm 2017, từ đây tháng hôm nay là tháng 11, và đến hết 2017 thì chúng tôi sẽ có 5 cửa hàng. Như vậy thì gần như là một tuần chúng tôi sẽ mở một cửa hàng. Đến hết năm 2018, theo kế hoạch chỉ tiêu chúng tôi đặt ra là khoảng 20-30 cửa hàng. Và nếu như thị trường cho phép thì chúng tôi sẽ cố gắng mở lên 40 cửa hàng. Và bài toán chúng tôi xa hơn đó là khoảng 5 năm thì hệ thống Ten Rang này sẽ phủ gần như là tất cả tỉnh thành tại Việt Nam. Và khi đó chúng tôi có khoảng chừng 400-500 cửa hàng trên toàn quốc. Nói như vậy có nghĩa rằng cái áp lực thực sự họ có. Và cái áp lực ở đây không những là về mặt bằng, mà áp lực ở đây làm sao mình có thể tuyển dụng được một lứa nhân viên, và lứa nhân viên này thực sự hiểu được cái tinh thần của Ten Rang. Cái đó đối với tôi là cái khó khăn nhất. Tôi từng nghe anh trả lời về việc phát triển mô hình kinh doanh trà sữa Ten Rang tại Việt Nam. Trong đó anh tự tin rằng có thể quản lý tốt được con người và mở rộng quy mô nhanh. Tuy nhiên chúng ta đều biết trong sự cạnh tranh khốc liệt này thì hương liệu và thành phần của một ly trà sữa thôi có lẽ là không đủ. Sẽ có những cái chiêu gì khác nữa? Thực tế tôi nghĩ đối với thị trường trà sữa, đặc biệt hơn là mình nói về chuỗi trà sữa, thì có rất là nhiều cái triết lý kinh doanh khác nhau. Và đối với Ten Rang và đối với The Coffee House, chúng tôi có một cái chuyên kỹ nam, đó là về sản phẩm. Chúng ta có thể, cửa hàng chúng ta có thể có chuyện này, có chuyện nọ, nhưng tất cả mọi thứ về sản phẩm phải đảm bảo 100%. Và đây cũng là cái cam kết rất là lớn từ bên phía Ten Rang Đài Loan. Thậm chí là những cái vật phẩm nhỏ, chúng tôi ví dụ như ly giấy chúng ta sử dụng. Trước khi mang qua Đài Loan thì chúng tôi, tất cả những thương hiệu mà lớn ở Việt Nam và những nhà cung cấp lớn Việt Nam, chúng tôi đều mang đi giấy sang Đài Loan để họ kiểm tra. Và thực tế là họ không đồng ý với lại chất lượng. Bởi vì đối với họ, họ nghĩ rằng cái chất lượng mà họ đang sử dụng tại Đài Loan nó sẽ bảo vệ môi trường tốt hơn và bảo vệ cho khách hàng tốt hơn. Cho nên họ đề nghị chúng tôi sử dụng cái ly của họ. Như vậy, một cái ví dụ nhỏ cho chúng ta thấy rằng chỉ một cái ly thôi mà cái việc đưa cái chất lượng sản phẩm lên hàng đầu là cái việc mà họ lúc nào họ cũng tuân thủ. Như vậy, triết lý kinh doanh chúng tôi rất là rõ. Nếu sản phẩm chúng tôi thất bại, tất cả những cái cửa hàng chúng tôi sẽ thất bại. Với những trao đổi xoay quanh câu chuyện trà sữa ngày hôm nay, rất cảm ơn anh Phú với những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, cũng giống như là câu nói đi uống cà phê không, thì ngày nay đi uống trà sữa không đã trở thành câu cửa miệng của không ít người. Từ học sinh, sinh viên đến dân công sở và thậm chí là cả phụ huynh và những người lớn tuổi ở Việt Nam. Thực ra thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một xu hướng khá là thú vị đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong thời buổi mà người người, nhà nhà cùng đổ xô đi bán trà sữa như hiện nay, thì nếu như không chịu nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới, thì chắc chắn là trà sữa nói chung hay là những đơn vị kinh doanh trà sữa nói riêng cũng sẽ bị đào thải. Vâng, chắc chắn là quý vị đã không còn lạ khi mà trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện khá là nhiều những cái sản phẩm mà rõ ràng đã được báo chí nói rằng là không rõ nguồn gốc. Trong đó thì những cái sản phẩm đó được bày bán ở rất là nhiều các cái khu chợ và chủ yếu phục vụ là các cái loại bột để pha sữa trà. Và bởi vậy mà một lời khuyên chúng tôi muốn nhắn nhủ tới quý vị rằng là hãy là những người tiêu dùng thông minh, lựa chọn cho mình những ly trà sữa thơm ngon, thế nhưng cũng phải thật đảm bảo an toàn vệ sinh, và tốt hơn hết là hãy chọn chỉ mua trà sữa ở những cửa hàng uy tín và có chất lượng.